cho tớ chơi thử một tí. Không được, cả đồng vào hỏng mất của tớ. An ơi, sao mẹ lại có muộn thế? Xe mẹ lại hỏng, thôi con lên xe đi. Con ăn đi. Sao nhà mình chẳng bao giờ đi ăn nhà hàng hay mua đồ chơi đẹp mà mẹ? Sao lại phải nhà hàng? Mai con thích ăn gì mẹ sẽ mua về nấu cho con ăn. Lát nữa bố sẽ cắt mấy miếng bìa làm đồ chơi cho hai anh em cùng chơi. Em nhìn này, nó chạy nhanh lắm. Thế thì nó làm gì? Xe người ta chạy do một pin đấy chứ. Xe ô tô này chắc xịn chút nào. Máy ma xe thằng bạn có xịn hơn nhiều. Nếu bạn úp ma xích lên mặt thì nó sẽ thực hiện ước muốn của bạn. Hay phết. Hay thật đấy. Em ước gì em có tất cả những gì mà bà Học có. Em cứ nằm mơ đi. Thế này. Dậy rồi hả con? Hôm nay thế nào ấy nhở? Cháu con thức chơi rồi. Chơi một lúc ạ. Ồ, chơi một lúc thôi đấy nhá. Dạ. Bảo ơi, ra ăn sáng đi con. Con ăn mẹ nhé. Con ăn không ạ? Bảo ơi, ra ăn cơm đây. Mẹ vì chuyện của Giang Giang mà không chịu chấp nhận em. Anh cảm thấy từ sau khi Giao Giao mất tích cho đến nay Giang Quân... Thế bố biết Thảo đâu rồi? Mẹ cậu báo về muộn, bố cậu đi công tác rồi. Vâng, thế để cho chờ mẹ trở về cắn cùng mẹ thôi cho vui. Không ăn đâu, cậu ăn nhanh lên đi rồi con tôi còn dọn. Sao vẫn chưa ngủ hả con? Muộn rồi, 11 giờ rồi đấy. Cô, cháu muốn nói chuyện với cô. Chuyện gì? Mai nói nhá, bây giờ ngủ đi, muộn rồi. Nương và gia đình cháu, cháu muốn về nhà với mẹ cơ. Đây đúng là nhà mình rồi. Ai mình cũng ở đây. Boa!